Xin chào quý vị và các bạn. Ngày thứ hai đầu tuần, thời tiết khắp ba miền Bắc, Trung, Nam đều phổ biến nắng ráo, nắng nóng vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Tại Bắc Bộ, sau những cơn mưa dông đêm qua thì hôm nay miền Bắc đón ngày đầu tuần với thời tiết tạnh ráo. Nhiệt độ ở khu vực phía Đông Bắc Bộ là từ 31 cho đến 33 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời vẫn nắng nóng nhưng mà không gắt. Vùng nóng tập trung ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình với ngưỡng nhiệt cao 35 đến 37 độ và có nơi còn trên 38 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa dông vẫn có khả năng xảy ra. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm nên bà con các tỉnh vùng núi cần hết sức lưu ý. Với Trung Bộ, hôm nay nắng nóng vẫn xảy ra suốt dọc miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên và ngưỡng nhiệt cao 36 đến 38 độ. Có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt như là Hương Khê, Tuyên Hóa, Đông Hà, Nam Đông, Ba Tơ với nhiệt độ cao trên 38 độ. Thời gian nóng kéo dài từ khoảng 10 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 37 độ, còn tại Nam Bộ, mức nhiệt trong khoảng từ 34 đến 37 độ. Một vài nơi ở miền Đông có nắng nóng gay gắt 38 độ. Lưu ý về chiều và tối ở khu vực Tây Nguyên, đề phòng có mưa dông cục bộ, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật. Trên biển, khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 2,5 mét, biển động. Đến chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông kèm theo nguy cơ về lốc xoáy, gió giật nên các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Ở khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió nhẹ. Thời tiết trên các vùng biển đều ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Thủ đô Hà Nội cũng gián tiếp chịu ảnh hưởng của rãnh mây dông phía Bắc nên đêm qua và sáng sớm nay vẫn có mưa rào và dông rải rác. Nhờ thế mà bầu không khí lúc này khá thoáng đãng, mát mẻ, dễ chịu với mức nhiệt khoảng là 26 đến 27 độ. Trong ngày phổ biến mây nhiều, về chiều sẽ có nắng nhẹ nên nhiệt cao nhất trưa chiều nay là khoảng 32 đến 33 độ. Thành phố Đà Nẵng nằm trong vùng tác động của thấp phía Tây nhưng do vị trí gần biển nên ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây không quá mạnh. Do đó, mức độ nắng nóng không gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại Đà Nẵng là khoảng 35 độ. Khả năng mưa dông thấp dưới 10%, trời cũng oi nóng về chiều. Ngày đầu tuần ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chủ đạo là nắng nóng. Khả năng xảy ra mưa rất ít với xác suất mưa thấp dưới 5%. Nhiệt độ cao nhất trưa nay là 36 độ. Thời gian nóng nhất trong khoảng từ 12 đến 15 giờ. Do đó, quý vị hết sức lưu ý, hạn chế ra ngoài trời nắng gắt trong thời điểm này để đề phòng say nắng, sốc nhiệt. Thank you.